Hi, xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Và mình là Huy Bôn. Ngày hôm nay, video ngày hôm nay không nói nhiều. Mọi người đọc cái tiêu đề mọi người cũng biết. Mà thật ra là bây giờ mình cũng chưa biết là mình đã đặt cái tiêu đề đó là như thế nào. Nhưng cái chủ đề ngày hôm nay nói về đồ ta bao. Hôm nay á, là những cái món đồ mà Huy đã mua từ những cái shop mà họ order đồ ta bao. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay sẽ không phải là một video cho các bạn biết cái cách như thế nào để order trực tiếp từ Taobao về Việt Nam, mà mình nghĩ là sẽ không bạn nào muốn sử dụng cái hình thức ở đâu, vì mình đã có tìm hiểu trong cái khoảng thời gian vừa qua. Những cái món đồ mà Huy mua thì thật sự đối với bản thân Huy thì hiện tại bây giờ Huy cảm thấy rất là sai lầm, tại vì Huy mua với cái giá nó rất là cao so với những gì mà bản thân mình có thể tìm kiếm một chút thôi, thì có thể hạ thấp cái giá thành đó xuống rất là nhiều. Ngày hôm nay á, là mình phải có một cái ly nước ở bên này, tại vì mấy bạn, có một số bạn cũng nhận ra rằng là Huy dạo gần đây khá là mất ngủ, thế nên là mắt của Huy cũng khá là lờ đờ. Thực sự là mình cũng khá là mất ngủ thật á. Thôi, xin phép mọi người làm một mầm nữa. Nếu mà bạn nào thắc mắc á, nước mà Huy đang uống á, thì đây là một cái loại nước nó khá là tinh khiết. Nó không biết nói sao, nhưng mà cái loại nước này thì Huy cảm thấy là cái loại nước này khá là dễ uống. Với lại một phần nữa thì Huy cũng recommend mọi người là mỗi ngày hãy nên uống cái loại nước này, bởi vì nó khá là tốt cho sức khỏe. Với lại giá thành của những cái loại nước này cũng rất là rẻ luôn á. Và chính các bạn cũng có thể làm được cái loại nước này. Nước lọc. Nhưng mà người biết đó thì cũng gần sắp tới sinh nhật của Huy rồi, nên là bản thân mình cũng cảm thấy khá là vui. Ok, thì thôi. Hôm nay nói hơi nhiều ha. Bắt đầu ta. À, chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi nào. Thì Huy có hai sản phẩm. Đây là hai sản phẩm đến từ cái này cũng không biết, Huy cũng không biết đọc tên như thế nào là đúng. Nói chung là Huy để cái tên của shop ở đây cho mọi người. Đã nói từ đầu video, Huy nghĩ là những cái gì mà mình mua trong video này khá là sai lầm đối với bản thân mình thôi nha. Là nếu như bạn nào mà không quá giỏi về việc tìm kiếm, cũng như là chưa thể biết cách để tìm đồ Taobao á, thì đây vẫn là một cái shop để các bạn có thể tham khảo. Huy có thể gọi đây là một video phần 1 về một cái chủ đề đó là Taobao. Trong những cái phần tiếp theo thì Huy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tìm kiếm đồ Taobao nè, cũng như là order đồ Taobao, vì Huy cũng đang thử và Huy đang đợi cái đợt hàng này nó về để xem là những cái chất lượng như thế nào, và mình có phải thực sự là mình đã order đúng hay là order ổn hay chưa thì mới có thể dám recommend với mọi người. Thì đây là một cái túi đeo chéo á mọi người, đeo kiểu như thế này nè. Tới bây giờ mình cũng không còn cái nhu cầu để mang cái này nữa, bởi vì Huy có một cái túi khá là tiện luôn rồi. Với một phần á là cái túi này khá là khó để mà cột lại á mọi người, Huy cũng chưa biết cách cột luôn. Huy chỉ có được xem cái clip hướng dẫn, nhưng mà Huy làm theo hoài luôn vẫn chưa làm được. Thì thực sự là đây là hai chiếc túi, nó cũng không phải là dễ để mang đồ, tùy vào mấy bạn, tùy cái phong cách của mấy bạn. Thì Huy cũng để cái tấm hình mà cho mấy bạn xem cái cách mà người ta phối cái túi này như thế nào. Thì ở bên trong là một cái túi khá là rộng, thì Huy sẽ bán lại hai cái túi này ở trên cái trang bán hàng second hand của mình. Thì mấy bạn có thể theo dõi cái trang của Huy để có thể mua những cái món đồ second hand, cũng như là những món đồ mà Huy không sử dụng nữa Huy bán lại, thì Huy sẽ đăng ở trên cái trang này. Thì cái này á, giá gốc là 250.000, Huy sẽ bán lại với giá 150.000 thôi. Bạn nào thích thì có thể inbox và Huy sẽ bán cả hai cái luôn. Bạn nào thích lấy cả hai thì receipt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo đi. Thì đây là một cái đôi dép, một đôi dép khá là bình thường, một đôi dép bánh mì. Đôi dép này thì có giá hình như đâu đó 350.000, khá là mắc luôn. Thực sự là khi mà bây giờ mà mình ngồi ở đây, sau khi một cái khoảng thời gian mình tìm hiểu rất là nhiều về đồ Taobao, thì mình phải nói là những món đồ trong vlog này hôm nay là những món đồ ngu
ngốc nhất mà mình đã từng bỏ tiền ra mua luôn á. Dù cho là đây là những cái món đồ mà mình cũng rất là thích bởi vì nó khá là đẹp. Cái đối với chiếc dép này á, thì Huy mua về với mục đích là khi mà đi chơi với bạn, đi ở trong những khách sạn á, mình mang cái dép này kiểu nhìn nó sẽ đẹp hơn, với lại nó cũng khá là tiện dụng. Ok, thì đôi dép này nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Một theo là một món đồ mà Huy nghĩ là mấy bạn cũng không lạ gì với cái trang bán hàng này nữa. Trang bán hàng này đó chính là một cái trang tên là Decal Daily. Ôi, đây thì chúng ta có thể thấy đây chính là chiếc quần mà Huy mua. Hầu như những chiếc quần ở trong video này đều là những chiếc quần ống rộng và suông. Thật sự là nó khá là bự. Tại vì cái thời điểm mà Huy mua thì Huy rất là mập. Thời điểm đó Huy tầm 67 đến gần 68kg. Mà bây giờ Huy chỉ còn có 60kg thôi. Nên là những chiếc quần này cũng rất là bự đối với Huy rồi. Huy nghĩ là nếu như bạn nào mà bây giờ có cái thân hình giống như Huy, cỡ tầm 1m68 đến 1m7, nặng tầm 60kg á, thì Huy nghĩ là chọn size M là sẽ hợp lý nhất. Thì đây là một chiếc quần kiểu nó chắp vá những cái miếng vải thừa lên trên cái quần này thôi mọi người. Cái quần này cũng khá là đơn giản. Nói về cái chất liệu thì không có gì phải bàn nhiều nữa. Chúng ta cũng không đòi hỏi những cái như là chi tiết quá cao khi mà mua đồ ta bao. Nó ổn là được. Đối với đồ ta bao thì chỉ cần ổn là được thôi mọi người. Phải nói luôn là ngày hôm nay thì Huy sẽ không thể on fit cho mọi người được. Tại vì những cái quần này nó khá là rộng với Huy rồi, kể cả eo với lại đùi nữa, nên là Huy sẽ phải đi sửa lại những cái quần này nếu mà Huy muốn mang. Thì Huy có 3 cái quần đến từ Molinista. Huy không nhớ rõ cái tên của shop đó nữa, thì thôi tốt nhất là Huy để ở đây cho mọi người. Ok, thì đây là 3 chiếc quần Huy mua ở bên họ. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt unbox ra ha mọi người ơi. Một cái túi chuyến, Huy đứng ở đây cho mọi người xem luôn. Đấy, thì cái quần này là một cái quần jean với thật sự là cái mùi jean của cái quần này nó rất là thúi luôn á mọi người. Nó thúi kinh khủng luôn, thật sự phải công nhận là như vậy, nó cực kỳ thúi luôn á. Oh my god. Không phải chê chứ, thật sự là cái quần này tại vì Huy để nó ở trong đây cũng khá là lâu rồi. Huy cũng không biết là do cái chất liệu jean này hay là do cái túi bọc này nữa. Nói chung là có cái mùi rất là khó chịu. Đó, thì cái quần này đơn giản thôi, nó có khá là nhiều hộp. Cái form cũng khá là đẹp. Để Huy để cái hình này cho mọi người xem cái form của nó. Thì cái quần này có giá là 380.000. Cái quần này có giá là 380.000 nha mọi người. Chiếc quần mà Huy thích, rất là thích luôn á. Cái quần này khá là đẹp, đỡ hôi hơn. Cái chất liệu của cái vải này thì cũng mỏng hơn rất là nhiều. Thì đây là một chiếc quần với một cái phối màu khá là đẹp. Còn ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái đường màu trắng đi từ đầu gối xuống tới lòng bàn chân như thế này. Thì như Huy đã nói á, thì hai sản phẩm này Huy cũng mang size L. Thời điểm đó thì Huy cũng mua chung cùng với cái thời điểm mà Huy mua của Decal luôn. Nên là nếu như mà là Huy bây giờ thì Huy sẽ mua size M nha mọi người. Và đối với chiếc quần này thì Huy cảm thấy cái độ hoàn thiện của nó là có, cũng như là cái chất liệu mà Huy cũng rất là thích. Tại vì cái chất liệu này nó khá là mỏng, nó không có quá nặng, nó cũng không có quá dày á. Thực sự những cái quần jean như thế này nè, nó khá là nặng và nó cũng khá là dày. Kiểu mấy bạn mang lên nó cũng có một chút gì đó hơi nặng nề, cũng như là một chút gì đó nó hơi nóng so với những chiếc quần mà có cái chất liệu mỏng và thoải mái như thế này. Ta sẽ đến với chiếc quần cuối cùng của ngày hôm nay. Thì Huy cũng không hiểu là tại sao chiếc quần này nó lại mắc đến như vậy nữa nè. Đây là một chiếc quần ống loe, một chiếc quần màu đen ống loe. Đối với cái phần này nè mọi người nhìn thấy ở dưới đây, nó sẽ làm cái phần ống loe nó rất là rộng luôn. Cái phần ống này khá là rộng. Đánh giá một chút về những cái gọi là hình ở trên mạng so với khi mà mình on fit ngoài đời thì nó cũng tùy nữa, cũng tùy vào cái thân hình của mấy bạn nó như thế nào, dáng người của mấy bạn như thế nào thì nó mới đẹp hay không. Còn đối với Huy á, những cái sản phẩm mà Huy mua trong cái video ngày hôm nay thì hầu như là những cái hình trên mạng như thế nào thì ra ngoài đời nó vẫn như thế, nó vẫn rất là đẹp. Không hiểu tại sao ngày xưa Huy có thể mua chiếc quần này với giá là 570.000. Oh my god. Không biết
là cái thời điểm đó mình đang bị cái gì nữa, nhưng mà không hiểu tại sao mình lại bỏ một cái số tiền kinh khủng khiếp như vậy ra để mà mình mua cái quần này. Tới thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy rất là tiếc luôn á mọi người. Thật sự khi mà nhìn cái đống đồ này thì mình chỉ biết nói một câu, đó là tiếc, 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 tiếc và rất là tiếc tiền luôn. Ok, thì với chiếc quần này thì nó cũng không có quá nhiều những cái thứ đặc biệt gì cả. Nó cũng chỉ là một chiếc quần, cái form suông xuống và nó có một cái xẻ tà ở ngay dưới phần gấu quần hết. Good job. Và đó cũng chính là tất cả những cái món đồ ta bao mà Huy đã mua này. Huy chỉ muốn khuyên mấy bạn rằng là nếu như mấy bạn chưa biết cách để mua đồ ta bao thì thật sự là Huy vẫn khuyên mọi người là, một là mấy bạn hãy đi tìm hiểu, hai là mọi người hãy đợi tôi, vì Huy sẽ cố gắng để trải nghiệm những cái dịch vụ của ta bao sớm nhất có thể và sau đó cho các bạn một video thực tế nhất, cũng như là một Huy đang muốn làm cho mọi người một cái video kiểu như là quá trình mà mình mua từ A đến Z luôn, có nghĩa là đợi bao nhiêu ngày, chờ bao nhiêu ngày, rồi mua như thế nào, thanh toán như thế nào và nhờ bên trung gian như thế nào để mà đưa một sản phẩm từ ta bao về Việt Nam và giá thành sẽ như thế nào. Thì đó là một trong những điều mà Huy đang rất rất là cố gắng để tìm tòi cũng như là học hỏi từng ngày để có thể cố gắng tích lũy và chia sẻ cho mấy bạn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và cảm ơn tất cả các bạn, nếu như các bạn cảm thấy cái chủ đề ta bao nó hay và nó cần thiết với các bạn thì hãy like, subscribe cũng như là hãy comment ở dưới phần bình luận để cho Huy biết rằng là mọi người thật sự quan tâm tới chủ đề này và những công sức mà mình đang cố gắng từng ngày nó sẽ xứng đáng.